Xin được cảm ơn em rất là nhiều. Lời hay ý đẹp thì MC hồi sáng giờ chúc hết trơn, đội biết mình biết sao chúc ta. Dạ, thưa quý vị, Thanh Phong rất là vui khi được lời mời của anh Châu Tí cũng tạo điều kiện cho hai đứa em về đây để phục vụ bà con cô bác quý vị. Trước hết thì trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay thì mến chúc cho tất cả bà con cô bác quý vị đến với một buổi tiệc cưới rất là hoành tráng của anh của con anh Châu Tí. Xin được chúc cho hai đứa em cô dâu chú rể luôn luôn lúc nào cũng như niềm vui, hạnh phúc và bên nhau đến ngày trăm năm. Dạ, chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng nhiều niềm vui và sức khỏe và làm ăn phát tài. Dạ, bên đầu quý vị với một bài tang cổ rất là dễ thương, cô Út về quê ăn Tết. Dạ. Dạ, hôm nay được giao lưu cùng với anh bé Sáu này, anh bé Dôi và thêm một người anh nữa là Năm. Anh Bảy ơi, nãy em dặn rồi đó, Lý Chí Quyên đầu. Rồi. Kép nước. Cô Út, hôm nay về cũng cần ăn đám cưới của ai vậy? Trời ơi. Đám cưới còn của anh Châu Tí nè. Cô Út à. Nghe chim ca trên cành mừng xuân vui lắm muôn nơi. Đã bao năm rồi nắng mưa nhọc nhằn giữa cánh đồng quê xưa. Hôm nay xuân quay về ngàn hoa khoe sắc hương, bước chân ngập ngừng lối quen. Giang ai thấp thoáng ngoài xa đông chiếc áo hoa cà, có phải chăng là cô mười thư Út? Đâu anh nhìn xem kỹ, có phải là em không? Xa cách bao năm mà dường như bỡ ngỡ, bởi cô bé ngày xưa giờ như đó qua. Cô Út ơi, chàng ai nghe quen, có phải chẳng là người bạn cùng thôn trong những ngày thơ ấu, cùng mâm nắng trưa hè đi dắt lưới ở đồng sâu. Rồi lớn lên em đã biết ruộng nương, cảm ơn về cùng xa xôi làm cánh ngang một phương trời. Lâu lâu về đi đám cưới, bà con của bác ở dưới quê quá trời của đất vui luôn. Cô Út thấy không cô Út? Cái anh này à, lạ chưa? Rồi sao? Vừa mới gặp người ta đã kiếm lời giọng ghẹo rồi. Không có, anh hỏi đường về phương tăng cô à. Em là chiếc lá non đeo lô tờ giàu, ấy là bóng xuống đầm quê có đồng ruộng mang nào. Mẹ ơi, quá trời quá đất luôn. Bạn cô gặp nhau chưa kịp một lời chào. Tôi sợ thiên hạ nói thấy người sang bắt qua, làm họ thấy cánh hoa hồng đã ngỏ lời khen. Đường vào thôn cô lạ lùng, nếu anh không ngại xin đi cùng với. Tôi đi theo thiệt à. Lâu rồi chẳng trở về thăm cô bác lấy gì còn như thoạt ngày xưa. Rồi cái gì nè? Cái vô tình gặp anh bé Sáu với anh bảy vô, anh nói như gì nè? Anh nói sao anh? Anh nói là trời đất ơi cô Út ơi, sao tôi nôn quá trời luôn. Anh nói là sao nè? Bác hai xưa em vẫn thấy bác mà thôi, cô Sáu kia chữa chồng nay vẫn chưa có chồng. Anh bảy giờ năm con, anh Sáu giờ cũng ngon. Đã xa nhau
có người tôi thương, tôi nhớ người tôi thương. Em anh hai ơi, ơi quen biết đã lâu có lý nào đâu tâm tình anh em không rõ. Ủa rõ sao hả cô Út? Cô nói tôi nghe coi. Anh nói anh sao anh quen, nhưng tấm lòng anh đẹp đẽ có xứng đáng làm nơi trao trọn trái tim. Dạ xin một tràng pháo tay quý vị ơi. Dạ. Ý trời, tôi nghe cô nói mà nhìn xem đôi bàn tay này trai cứng, cầm cánh hoa hồng chắc hoa sẽ gãi làm đôi. Hoa hồng trong đất đen, lá xanh xanh thắm thắm cành tu. Cá đằng mắm mắm tụ quân, cưới nhau vào đầu cô Út con của bác hai ở làng kế bên ngày xưa xấu quá, sao bây giờ đẹp quá trời quá đất luôn ta ơi. Dạ lớn lên. Dạ cảm ơn cô bà cũ đã làm mai mối, nhưng hồi nào tới giờ tôi chỉ biết nhớ thương có một người đó thôi à. Phong ơi xin anh đừng chặt lòng chặt da, nên duyên rồi hạnh phúc sẽ bền lâu. Anh không nhớ đâu á, trai khôn tìm vợ tuổi thân, gái khôn tìm chồng ở chốn động sâu hay sao nè. Cô biết không, người mà tôi thương thì làm sao dễ dàng quên. Có khi kề một bên mà như ngàn tục xa cách, bởi yêu ai mà lời không dám ngó, rồi người ta đi xa cả chục năm trời. Mẹ ơi, cô gái này sao thấy em quen. Sao hình như từ lâu á cô cũng tầm tư trộn nhớ nhớ ruột à. Cô tên là Mười trong nhà thì